Chào các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin tổng hợp chiều nay có những nội dung sau đây. Hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản đối với 4 doanh nghiệp liên quan Vũ Nhôm. Ngân hàng nhà nước tiếp tục hạ lãi suất điều hành. Vàng trong nước đứng giá, vàng thế giới tiếp tục giảm. Đề xuất cán bộ không hẹn gặp, không tiếp công dân bên ngoài cơ quan. Kiểm điểm rút kinh nghiệm vụ xe Mercedes nguyên bản bị rớt đăng kiểm. Ronaldo ghi siêu phẩm giúp Anas ngược dòng ngoạn mục. Bây giờ là tin chi tiết. Ngân hàng nhà nước vừa thông báo hai quyết định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2023. Theo đó, quyết định số 950 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với tổ chức tín dụng. Cụ thể, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 6% một năm xuống 5,5% một năm. Lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5,5% một năm xuống 5% một năm. Riêng lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5% một năm. Cùng với đó, quy định số 951 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức cá nhân tại tổ chức tín dụng. Theo đó, Ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh giảm mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng như sau. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5,5% một năm xuống 5% một năm. Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính Vimo giảm từ 6% một năm xuống 5,5% một năm với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng tự ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường. Trước đó trong tháng 3 và tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần điều chỉnh giảm các mức lãi suất với mức giảm 0,5 đến 1 phần một năm nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ký văn bản ngày 22 tháng 5 năm 2023, chỉ đạo các đơn vị, sở ngành liên quan phối hợp thực hiện đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản, đảm bảo hoạt động bình thường của các công ty liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn thực hiện việc hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản đảm bảo hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ. Trước đó ngày 9 tháng 5, Bộ Công an có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc hủy bỏ dừng giao dịch tài sản đảm bảo hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ. Theo đó ngày 20 tháng 4, Cơ quan này nhận được đơn đề nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng 79, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Công ty Trách nhiệm hữu hạn IVC và Công ty Cổ phần Nhất Gia Phúc đề nghị hủy bỏ tạm dừng các giao dịch tài sản, phong tỏa tài sản ngân hàng để đảm bảo hoạt động bình thường của doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng. Theo Bộ Công an, năm 2018, cơ quan này tiến hành thụ lý, điều tra các vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước, trốn thuế lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến Phan Văn Anh Vũ xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Để phục vụ điều tra các vụ án trên, đảm bảo thu hồi tài sản nhà nước và thi hành án, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên tài sản tại thành phố Đà Nẵng liên quan đến 4 doanh nghiệp vừa nêu. Ngoài ra ngày 20 tháng 4 năm 2018, Bộ Công an có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tạm dừng các giao dịch đối với tài sản, quyền và tài sản của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, trong đó có công ty xây dựng 79 và công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79. Đến nay tất cả các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ đã được đưa ra xét xử và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Các bản án chỉ tuyên tiếp tục lệnh kê biên đối với 9 tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên không tuyên tạm dừng các giao dịch tài sản, phong tỏa tài khoản ngân hàng của công ty cổ phần xây dựng 79, công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, công ty trách nhiệm hữu hạn IVC và công ty cổ phần nhất Gia Phúc để phục vụ công tác thi hành án. Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 24 tháng 5, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,55 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,15 triệu đồng một lượng, so với chốt phiên giao dịch trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trình lệch giá mua bán vàng SGC đang là 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,5-67,1 triệu đồng một lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 23 tháng 5. Trình lệch giá mua bán vàng tại Doji đang là 600.000 đồng một lượng sáng ngày 24 tháng 5 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao dịch trên sàn Kitco ở mức 1.963,9 đô la Mỹ trên một ounce, giảm 1,6 đô la Mỹ trên một ounce so với chốt phiên giao dịch liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 24 tháng 5, 1 đô la Mỹ bằng 23.640 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương 55,93 triệu đồng một lượng thấp hơn 11,22 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 24 tháng 5. Trong dự thảo nghị định ban hành bộ quy tắc đạo đức công vụ, Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ công chức không hẹn gặp, không tiếp công dân và tổ chức bên ngoài cơ quan. Dự thảo nghị định ban hành bộ quy tắc đạo đức công vụ đã được Bộ Nội vụ gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Nghị định dành một chương quy định về những chuẩn mực giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức viên chức, trong đó có quy định về giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức viên chức với tổ chức và công dân chỉ được tiếp công dân và tổ chức tại cơ quan, không hẹn gặp, không tiếp công dân và tổ chức bên ngoài cơ quan, ngoài giờ làm việc, tại nhà riêng, dự thảo nêu rõ. Bên cạnh đó, cán bộ công chức viên chức có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, đúng mực. Ngôn ngữ giao tiếp rõ ràng, mạch lạc, văn minh, không chửi thề, không nói tiếng lóng, quát tháo, dọa nạt. Không có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu gây căng thẳng, bức xúc, gợi ý nhằm trục lợi cá nhân. Bộ Nội vụ mong muốn cán bộ phải tận tình giải thích, hướng dẫn rõ ràng cụ thể về quy trình thủ tục và những thắc mắc vướng mắc của công dân và tổ chức liên quan đến giải quyết công việc, khiêm tốn tiếp thu các ý kiến đóng góp của công dân và tổ chức, ưu tiên giải quyết công việc đối với người già, yếu khuyết tật, đau ốm, phụ nữ mang thai. Cán bộ công chức cần tôn trọng, có tinh thần hợp tác, có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ trong công tác, bảo đảm chất lượng, tiến độ Ứng xử có văn hóa, tôn trọng danh dự, uy tín của cơ quan tổ chức, công dân có quan hệ công tác. Tại tờ trình dự thảo nghị định, Bộ Nội vụ nhìn nhận bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện đạo đức công vụ vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Tại một số bộ địa phương, công tác thông tin tuyên truyền về đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức thực hiện chưa thường xuyên, hình thức tuyên truyền chưa thật sự đa dạng phong phú thiết thực. Công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức chưa sâu sát, hiệu quả chưa cao. Đặc biệt, một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn bộc lộ sự yếu kém trong giao tiếp ứng xử với người dân, tổ chức và đồng nghiệp. Vẫn còn những hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật gây ảnh hưởng đến uy tín của bộ, địa phương và hình ảnh của cán bộ, công chức, viên chức. Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân, trong công tác kiểm tra giám sát được tăng cường nhưng vẫn còn tình trạng nề nang hình thức, chưa kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, chủ yếu vẫn làm theo chuyên đề, theo đợt cao điểm. Việc xử lý vi phạm về đạo đức công vụ, kỷ luật kỳ cương hành chính chưa mang tính gian đe, chưa thật sự nghiêm. Do đó, Bộ Nội vụ cho rằng cần phải nghiên cứu xây dựng và ban hành nghị định, ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức Công vụ làm căn cứ, để các bộ và địa phương thực hiện nghiêm túc và thống nhất trong cả nước. Liên quan đến chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes biển kiểm soát 66A02468, năm sản xuất 2014, bị đăng kiểm viên đánh giá không đạt kiểm định vì lỗi mặt ca lăng không đúng với hình dáng, dù xe này còn nguyên bản từ nhà sản xuất. Cục đăng kiểm Việt Nam xác định đăng kiểm viên và đơn vị đăng kiểm chi nhánh 5005V Hồng Hà, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chưa đúng quy trình, thiếu sót trong công việc, chưa tra cứu đầy đủ thông tin kỹ thuật dẫn đến kết quả đánh giá chưa đúng. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã yêu cầu đơn vị đăng kiểm chủ động liên hệ với chủ phương tiện để xin lỗi và cấp lại giấy chứng nhận tem kiểm định cho phương tiện. Trước đó, anh Long Vũ tại thành phố Thủ Đức đã chia sẻ lên mạng xã hội việc chiếc xe Mercedes đời 2015 của anh không đạt kiểm định vì hình ảnh thực tế khác hệ thống. Biên bản thông báo hạng mục khiếm khuyết hư hỏng của Trung tâm Đăng kiểm ghi rõ hình dạng xe không đúng hồ sơ kỹ thuật mặt ca lăng và cản trước không đúng hình ảnh trên sản xuất lắp ráp. Trong khi đó, anh Vũ khẳng định chưa từng thay đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào của xe. Anh chỉ đổi màu sơn xe từ đen sang trắng. Hiện, trung tâm đăng kiểm và đăng kiểm viên phụ trách kiểm định xe đã nhận lỗi do mình, chưa nghiên cứu các hướng dẫn nên dẫn đến sai sót khi kết luận xe không đạt kiểm định. Sau khi nhận lỗi, trung tâm đăng kiểm 5005V đã liên hệ với chủ xe để xin lỗi và mời quay lại để thực hiện kiểm định. Cục đăng kiểm Việt Nam sẽ có thông báo về vụ việc, đồng thời chấn chỉnh chung các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc để tránh những sự việc tương tự có thể xảy ra, gây bức xúc và mất thời gian của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời khuyến cáo người dân khi có vướng mắc trong quá trình đăng kiểm, liên hệ đến số hotline 024 768 4706 của cục đăng kiểm để phản ánh và được hỗ trợ giải quyết. Sáng nay, ngày 24 tháng 5, Ronaldo và các đồng đội ở Anhser có cuộc tiếp đón Nansabac trên sân nhà tại vòng 28 giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội chủ nhà vẫn bị dẫn trước 2-0 sau 40 phút bóng lăn. Những nỗ lực sau đó giúp Anhser có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước khi hiệp 1 khép lại. Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục nắm quyền chủ động và nhanh chóng tìm được bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 51. Đúng 8 phút sau, Ronaldo đã ghi siêu phẩm để ấn định chiến thắng 3-2 cho Nasser. Với 3 điểm giành được ở trận đấu này, Ronaldo và các đồng đội tiếp tục kém đội đầu bảng Anitihad 3 điểm, trong khi giải vô địch quốc gia Saudi Arabia mùa này còn 2 vòng đấu. Các bạn vừa xem bản tin tổng hợp chiều, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.